Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã đồng loạt vừa sản xuất vừa tăng cường chống dịch với kỳ vọng nỗ lực hoàn thành kế hoạch của năm. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất tiêu dùng dệt may. Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, do tình hình phức tạp của đại dịch, ngay từ trước Tết, May 10 đã điều chỉnh lại toàn bộ các kế hoạch sản xuất cũng như kế hoạch hoạt động phong trào, trong đó ưu tiên tuyệt đối trong giai đoạn này là phòng chống dịch, đồng thời tăng cường các biện pháp kế hoạch sản xuất, kinh doanh để tập trung hoàn thành đúng tiến độ đơn hàng nhằm đảm bảo mục tiêu kinh tế đề ra. Đối với ngành may của chúng tôi thì chỉ cần đóng cửa có một buổi thôi hoặc một ngày thôi là nó thiệt hại rất là ghê gớm. Chính vì vậy cho nên là cái yếu tố mà phòng chống dịch bệnh thì luôn luôn được ưu tiên hơn trong cái mục tiêu kép là vừa bảo vệ sức khỏe người công nhân vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng mọi mặt đời sống xã hội. Đối với Tổng Công ty 28, do nằm trong vùng tâm dịch nên hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đơn vị phải ngưng sản xuất. Song Tổng Công ty vẫn quyết tâm tổ chức sản xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng và hàng kinh tế. Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết hiện nay, Đảng ủy Tổng Công ty đã kịp thời đưa ra nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 của Tổng Công ty 28. Theo đó, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Tổng Công ty và các đơn vị tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Chúng tôi thực hiện rất là tốt các chính sách hỗ trợ lương cho người lao động trong cái thời gian giãn cách v.v. Đến nay thì công ty đã đi làm trở lại, tất cả hoạt động trở lại bình thường và đội ngũ lao động quay trở lại làm việc của chúng tôi đạt cái tỷ lệ rất là cao so với các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc. Hiện tại thì em cũng có con nhỏ 3 tuổi cho nên là em gửi cho bà ngoại trông để đáp ứng cái nhu cầu mà công ty sản xuất ba tại chỗ để mình vào mình cùng công ty để sản xuất trong cái khoảng thời gian phòng chống dịch này. Đặc biệt là tại các phân xưởng, các xí nghiệp có đông lao động, không để bị động bất ngờ, nhanh chóng thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ theo quy định của địa phương để vừa đảm bảo an toàn, vừa thực hiện được nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, giảm thiệt hại tối đa do tác động của dịch bệnh. Trong thời điểm diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, để thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, một số đơn vị của tổng công ty phải tổ chức theo phương án ba tại chỗ. Mặc dù rất nhiều chị em, phụ nữ trong tổng công ty có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng chị em đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bố trí, sắp xếp công việc, gia đình vào thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy, chỉ huy tổng công ty ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của chị em, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng tổng công ty thực hiện tốt mục tiêu kép, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tinh thần trách nhiệm và nhận thức đầy đủ về cái nhiệm vụ sản xuất quốc phòng của công ty, cho nên chị em đã tham gia đầy đủ. Mà trong quá trình sản xuất thì luôn chấp hành tốt các cái quy định về phòng chống dịch, trong đó đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao, năng suất chất lượng cao. Tác động của cơn bão COVID-19 khiến doanh nghiệp dệt may bị thiệt hại lớn do phải ngừng hoặc giảm sản xuất, bị khách hàng hủy đơn hàng xuất khẩu, trong khi vẫn phải chịu các chi phí duy trì nhà máy, trả lương cho người lao động. Ngành dệt may cũng đang chật vật cố gắng hoàn thành các đơn hàng đã nhận và duy trì các đơn hàng với khách. Thành công trong chống dịch Covid của chúng ta thì khách chắc chắn sẽ ưu tiên hơn. Người ta nghĩ rằng đặt hàng ở đây sẽ an toàn hơn và chắc chắn sẽ ít lỡ hơn. Thì đấy chính là cơ hội của ngành dệt may, mà khả năng nếu như sau này có một số những cái chuyến, ví dụ như chuyến bay thương mại rồi một số các cái khách hàng người ta sang ấy, thì người ta chắc chắn ưu tiên đến Việt Nam trước. Sắp xếp lại, cơ cấu lại cái kế hoạch sản xuất của từng doanh nghiệp một cho nó phù hợp với tình hình thực tế, có những đơn hàng đang có. Cái thứ hai là chúng tôi cũng khuyến cáo doanh nghiệp là bây giờ chủ động những cái nguyên liệu nào, các loại sợi và loại vải nào phù hợp ở Việt Nam, để chúng ta cố gắng là tìm kiếm cái cơ hội để chuẩn bị cho cái thay thế cho trung hạn và cho dài hạn. Theo một số các chuyên gia trong ngành, với kịch bản tốt nhất thì năm nay xuất khẩu chỉ có thể đạt khoảng 32 đến 33 tỷ đô la Mỹ, trong khi mục tiêu ban đầu đặt ra năm 2021 sẽ xuất khẩu khoảng 39 đến 39,5 tỷ đô la Mỹ sản phẩm dệt may. Do vậy, các doanh nghiệp dệt may đã và đang rất nỗ lực để vừa thực hiện phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất,
đảm bảo các mục tiêu kế hoạch mà đơn vị đã đề ra. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, trong những tháng cuối năm 2021, ngành dệt may phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Dịch COVID-19 đang bùng phát ở khu vực phía Nam có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, do các doanh nghiệp khó khăn vận chuyển nguyên liệu và thiếu nguồn nhân lực để đảm bảo thời gian giao hàng. Ngoài ra, việc thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các công ty dệt may với hơn 50% nhà máy đặt tại miền Nam. VITAS cho biết, dệt may Việt Nam đối mặt với thách thức thiếu hụt lao động và tỷ lệ tiêm vaccine cho ngành vẫn thấp. Tuy nhiên, theo VITAS, cơ hội của ngành dệt may vẫn còn do hiện nay nhiều nhà máy may của Ấn Độ phải đóng cửa hoặc chỉ hoạt động 50% công suất để ngăn chặn các ca lây nhiễm COVID-19 mới. Ngành dệt may của Myanmar đối mặt với cùng lúc hai vấn đề lớn là số ca nhiễm COVID-19 tăng và tình hình chính trị bất ổn. Các doanh nghiệp dệt may hiện đang nhận được nhiều đơn hàng của khách hàng Hoa Kỳ, EU, nhưng để yên tâm sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường như hiện nay, thì vấn đề mấu chốt của ngành dệt may vẫn là tiêm vaccine cho công nhân. Thuận lợi của ngành dệt may trong năm 2022 là nhu cầu tại các thị trường vẫn cao. Dự báo nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may tại 5 thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam sẽ trở về ngang bằng mức năm 2019. Ngành dệt may có triển vọng thị trường tốt từ chính khả năng cung ứng ngày một lớn của mình và lợi thế thị trường từ 15 FTA đã ký kết. Với lộ trình cắt giảm thuế quan và thuận lợi hóa thương mại từ các FTA, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Để hỗ trợ cho xuất khẩu dệt may, song song với việc tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch COVID-19 trên thế giới để có các biện pháp ứng phó kịp thời, Bộ Công Thương sẽ tổ chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các FTA để tìm giải pháp phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới. Hy vọng rằng nỗ lực và quyết tâm của các doanh nghiệp ngành dệt may sẽ hoàn thành mục tiêu trong năm nay và các năm tiếp theo.